Chú, sao hồi nãy con đi xuống á chú? Sao con hỏi chú là chị là gì của chú? Chú nói là con chú hả? Con gái gì chú? Con gái chú nhiêu tuổi rồi? 20. Ừ, chị, cho em hỏi nè, cái ông này là gì của chị? Cha. Cha của chị hả? Chị ơi, có thiệt không? Chú năm nay bao nhiêu? 70. 70, con gái chú nhiêu? 20. Rồi, ở dưới đây rồi, hai cha con sống dưới ghe vậy đó chú. Mà thiệt không? Thiệt. Chú thiệt không? Mà con hỏi lại một lần nữa nè, cái này là gì của chú? Con gái chú hay gì? Con gái chú thì sao chú gác giò lên gái? Sao chú gác giò kìa? À, chị ơi, cái người bên này là cha chị đó đúng không? Đâu chị ha, em không tin. Hung cha chị cái coi. Hung cái em mới tin. Hung cái em mới tin, cha chị đúng không? Chị hung đi. Tới chú, cái này là gái chú đúng không? Chú hung gái chú đi. Thương không? Thương không chú? Mà phải thiệt gái không? Này là gái chú đúng không? Đúng không chú? Gái. Hai cha con nè, con gái nè cả nhà. Con gái mà để bắp đùi gì nè. Nè. Cái này là con gái gì? Con gái mẹ hay gì? Dạ, thì Thanh Trúc với Ngôn á, thì có gặp một cái hoàn cảnh là một nam một nữ đang sống ở dưới ghe. Thì nghe nói là ông chú ở đây là 70, còn một cô gái là 20 tuổi. Thì nghe nói là nói hai cha con mà sống ở dưới ghe nghe cả nhà. Thì người ta nói là hai cha con mà có người thì nói hai vợ chồng. Con chào chú nha. Chú cho con bước xuống luôn được không? Được. Cái này là gì của chú hả? Cái người này nè. Con. Là sao? Con gái chú hả? Chị, cái người này là gì của chị hả? Sao chị? Cha chị năm nay bao nhiêu tuổi? Chú, con gái chú rồi, chú biết nhiêu tuổi không? 20 tuổi hả? Trời ơi. Chú, sao hồi nãy con đi xuống á chú? Sao con hỏi chú là chị là gì của chú? Chú nói là con chú hả? Con gái gì chú? Con gái chú nhiêu tuổi rồi? 20. Chị, cho em hỏi nè, cái ông này là gì của chị? Cha. Cha của chị hả? Chị ơi, có thiệt không? Chú năm nay bao nhiêu? 70. 70, con gái chú nhiêu? 20. Rồi, ở dưới đây rồi, hai cha con sống dưới ghe vậy đó chú. Mà thiệt không? Thiệt. Chú thiệt không? Mà con hỏi lại một lần nữa nè, cái này là gì của chú? Con gái chú hay gì? Gái. Chị con gái chú thì sao chú gác giò lên gái? Sao chú gác giò kìa? Hả? Con gái mà sao mà... Chị, là cha chị đó hả? Sao cha, sao gác giò mà thôi, khai thiệt đi. Thấy gác giò lên là con thấy nghi lắm nghe chú nha. Nói gì chứ, tại ngại rồi, nói tại vì cũng nói chung ra vợ. Trời ơi, mà bắt cái gì mà vợ thì nói vợ, mà sao chú nói là con gái chú? Tại sao chú? Mấy chú xuống hỏi bất ngờ, tôi giỡn luôn. Giỡn hả? Sao vợ chú trẻ vậy? Sao vợ chú trẻ dữ vậy? Chị, sao mà chị nói là cha chị? Hả? Nói giỡn. Giỡn hả? Chị có chị ngại hay sao? Chị kể cho em nghe coi. Ngại. Ý như nói mình có chồng lớn tuổi rồi ngại hay gì? Không có gì phải ngại hết trơn á. Có mấy người mà người ta có chồng lớn tuổi bình thường mà. Ta thường thường là ở trên đó, ở những người ta trên chợ đồ, người ta đi đường đó, có khi nào người ta hỏi và chị trả lời sao? Là cha luôn hay gì? Hỏi thì mình nói. Ý hỏi là ông này là gì rồi chị nói là cha luôn hay sao? Hỏi cha luôn. Vậy là trên bờ đó ban ngày thì che mắt mọi người, nói là hai cha con. Còn ban đêm á thì đi về ghe thì là kêu bằng gì? Gì chú? Vợ chồng. Anh em ha. Rồi bây giờ là chú khai thiệt là vợ chú đúng không? Dạ. Sao hồi nãy xong con hỏi gì chú nói là một con gái. Thằng nó giỡn. Giỡn. Chú có ngại không? Thì mình cũng hơi ngại mà mình nói giỡn mà.
cái này cho con hỏi thiệt nha. Rồi lần đầu á quen như vậy đó, rồi bên bả nè, bên chị nè, rồi có ai phản đối không, mà sao mà kêu cha với con vậy chị? Bên mẹ chị lần đầu tiên có phản đối gì không? Không à. Có anh chị rồi có phản đối không? Theo cái cuộc tình mà chị với ông chú già nè, ông chú 70 nè, không có nói gì hết. Nhưng mà ở shop chòm được đó, thì người ta có nói ví dụ tại sao mà có chồng lớn tuổi này kia không chị? Không có nói. Nói sao? Nói là điện lộn số gặp luôn, rồi hai người thương nhau. Điện lộn số hả? Rồi có khi nào đi ngoài đường đó người ta nói chẳng hạn như là hai cha con không? Không có nói. Rồi chị trả lời sao? Không có chồng. Chồng hả? Mà sao mà hồi nãy em hỏi chị là cái gì, chị nói là cha chị. Em tưởng nó thiệt không trời. Giỡn. Mà cha gì đâu mà gáp úp đùi nè. Chàng ơi. Bởi vì nghi quá. Chú nói là con nghi rồi. À, chị hỏi cha chị coi sức khỏe đầy đủ không? Chị cho em hỏi ha. À, chị nói là ông chú này là nhiêu tuổi? Chồng chị nhiêu? 70. Còn bà vợ nhiêu chú? 20. Trẻ quá mà luôn mà. Thì con nói chú đừng buồn nghe. Cái này là con của chú hay sao? Dạ cái này con của chú đúng không? Dạ con. Con của chú. Dạ. Rồi là hai người mình có con muộn dữ hả? Dạ dạ. Tại vì gặp trễ đó chú. Dạ. Trời ơi. Rồi chú. Rồi như vậy là 70. Là con này là mấy tuổi rồi? 2 tuổi mấy rồi? 2 tuổi mấy hả? Vậy là mình gặp chú gặp 5-6 mấy tuổi hả? 68 hả? Rồi chị là 5-18 hả? Rồi lớn tuổi rồi như vậy sao sức khỏe có con nổi? Có không? Cho con hỏi nè. Rồi cho con hỏi nè. Lần đầu tiên mà chú muốn ăn cơm á với chị á, là muốn kiếm em bé đó, thì mình như thế nào? Mình có dọn ra ăn cơm bữa đều bữa chén không? Dạ thì cũng ăn được chén vậy. Dạ. À, có khi nào bỏ bữa không? Dạ cũng nhiều khi có. Dạ. Chị nè. Ê chú, chắc con nghĩ chắc sức khỏe của chú chắc lâu lâu từng mấy ăn lần thôi hả, ăn cơm á? Dạ dạ. Rồi mới cấp đầu sao chị? Cho em hỏi, mới cấp đầu ổng đòi ăn cơm liền không? Ý em hỏi cấp đầu mới gặp chị kìa, ăn cơm liền không? Liền luôn ha. Là giờ cho em hỏi nè, cái cơ duyên nào chị nè với chú ở đây? Chị thì năm nay mới có 20 thôi, nhưng mà chị gặp được ổng, chị có thể kể cho cô chú anh chị được biết không? Đầu tiên chị quen ổng làm sao, chị kể cho em nghe coi. Lộn số chị kể đầu đuôi luôn, chị kể đi cho em mọi người được biết cái cuộc tình của 20 với chồng 70 như thế nào. Lộn số người ra gặp đi thôi. Chị kể cái cấp điện lộn số đó làm sao không, kể cho em nghe coi. Ổng xin làm quen. Không, cái cấp đầu ai người là người điện lộn số trước? Điện sao thì nói cho em nghe coi. Đầu điện nó làm cứ nhá máy hoài. Hỏi ai vậy, nó lộn số đó, lộn số không có điện hoài. Gì hả? Ổng xin làm quen. Xin làm quen, làm xin làm quen, cấp đầu nói sao? Không có vợ. Cũng là không. Rồi dắt đó là chị nó cũng là không có chồng luôn hả? Rồi ổng đòi xin làm quen, rồi hai người thường gọi trò chuyện nhau lâu không? Không lâu á, chứ 10 giờ tối cũng không có nói. Sao điện lộn số cái làm quen người ta luôn chàng? Rồi chắc đó là điện lộn số rồi ổng có nói ổng lớn tuổi không? Ổng nói rồi chị suy nghĩ thì sao? Thôi giờ hỏi chú đi. Chú ơi, cho con hỏi chú. Thì lần đầu tiên đó, chú điện lộn số mà vớt được cô vợ trẻ đúng không? À, chú điện lộn số thì sao? Chú kể cho con nghe coi. Lộn số rồi hỏi cổ. Nhắc đầu tiên kìa, nhắc đầu tiên. Chú bấm số điện thoại là chú định điện cho ai? Điện mình bấm mà điện cái số người khác rồi sao mà chúng cổ. Rồi dạ. Rồi bắt đầu cái thôi thấy gì hỏi thăm luôn. Dắt chưa? Dạ.
mình nằm ở mình cũng đi đốt cây đó, rồi mình nằm ở gốc cây rồi mình buồn buồn điện, rồi hỏi cổ nói có hỏi cổ có chồng không, cổ nói không có chồng, chồng chết. Dạ. Rồi tôi mới phân tới luôn. Phần tới, phần tới chú phần sao? Thì hỏi thăm cổ gì đó, rồi cổ nói hỏi cổ có con này không, cổ nói có hai đứa. Ừ. Rồi nhắc nó rồi à, rồi chú hỏi phần cho chú hỏi sao? Thì, chú tôi cũng mới nói tôi không có vợ gì đó mà tôi lớn tuổi, cổ chịu tôi không? À, dạ sao? Cổ nói chịu. Chịu ha. Rồi tôi mới điện cổ xuống dưới này luôn đó. Là điện xuống luôn ha. Là lâu chú... lắm nha, lâu lắm đó, cũng lâu rồi, cũng tháng ngoài à. Là cấp đó là ai là ngỏ nói lời thương trước? Tôi. Chú nói lời thương, chú nói làm sao đâu, chú nói cho con nghe coi. Chú anh không có vợ vậy đó, rồi anh cũng lớn tuổi đó, rồi em có thương anh không, nếu mà thương đó thì em xuống đi rồi anh lo hết. Vậy đó hả? Là cũng như là cấp đó là tôi hẹn nó là ở thế giới động Cà Đỏ. Dạ. Cổ nha, thì cổ đi xuống đó thì tôi đón trước tới bây giờ luôn đó. Thôi ôi vậy đó hả? Dạ. Rồi chú, rồi hôm bữa đó xuống rồi mình gặp ở đâu, gặp ở quán hay là nhà trọ? Ngang thế giới di động. Tại vì tôi hẹn cổ rồi xuống ngay trong đó. Xuống ngay đó rồi mình cái đêm cái bữa đó là mình đi đâu á, ngủ ở đâu á? Dạ cấp đó là không có ghe, rồi mới mướn nhà trọ đằng này nè. Ừ, mướn nhà trọ luôn ha. Mướn nhà trọ. Rồi cổ chịu vô sao? Dạ chịu. Chắc đó là ai đầu tiên mướn vô vài khách sạn trước. Chú hay gì? Tôi tại vì tôi hẹn cổ xuống rồi tôi mới mướn trước. Mướn trước hả? Mướn trước đặng ở. Trời ơi, mướn trước luôn. Là cái nhà trọ đó là 1.2 triệu. Mắc là mướn tháng mà. Mướn tháng hả? À? Dạ. Là bắt đầu là đưa bà vô đó hả? Dạ. Rồi cái đêm đó là dọn cơm ăn luôn không? Dọn cơm ăn không? Thì cũng có ăn. Chị, cho em hỏi nè. Chị, hôm cấp sao mà gái sao xuống mà tự nhiên tháng mình ở. Không mà à, cấp đầu tiên kìa. Cái ổng rủ ăn cơm cái ăn luôn vậy chàng. cái đó rồi cấp đầu tiên đó mà ổng dẫn mình đi vô đó rồi mình có ngại không? Mình nhìn ta mình có ngại không? Ngại ha. Rồi dắt rồi ổng dẫn vô đó rồi người ta cũng hỏi. Ta hỏi sao? Vợ chồng. Hỏi vợ chồng à? Có vợ chồng đâu, mới quen lần đầu vợ chồng gì. Nhưng mà trong đó, khi đó chị trẻ măng, chị mới có chưa được 20 nữa. 18 thôi. Rồi chú ổng 60 sao ta tính. Ừ. Ở vòng vòng cái khu đó người ta nhìn đó là người ta nói có khi nào là chú dẫn vô nè, nói là dẫn con gái mình không? Hả chú? Hả chú? Không nghe người ta nói. Nhưng mà người ta nhìn ánh mắt dữ lắm hả? Dạ. Rồi như vậy đó, vô lần đầu tiên mà điện lộn số mà được gì đó. Rồi cái bữa đó rồi vô cái nhà trọ đó, rồi ổng có đòi dọn cơm ăn không chị? Dọn cơm thôi. Ổng có đòi không? Không ăn cơm mà có. Ý em có ha. Rồi bữa đó mấy chén. Rồi hôm bữa mà gặp chị cái bữa đầu tiên á. Nói ai? Mấy chén. Chén đi. Rồi chị thấy sức khỏe ổng làm sao? Bình thường. Bình thường ha. Ổng 60 mà như thanh niên không? 70. Nhật nó 70 hả? Không, cả mới gặp thì năm nay là có thằng trai 2 tuổi rồi. Chú năm nay mới 70. Mới gặp thì 60. Ừ, mới gặp 68 chứ. Ừ. 68. Mà cho em hỏi nè chị. Em hỏi giỡn thôi, vui thôi. Cái bữa đó là vô nhà khách sạn đó. Rồi ai là người chủ yếu là đòi ăn cơm? Ai? Ổng. Ổng nè. Ổng nói sao? Ổng nói sao? Cơm ăn thôi. Ông nói ông có nói ga lăng với chị không? Rồi chị chịu luôn hả? À. Là bữa đầu đó là có dọn cơm ăn cho chú. Thì đã xác định là vợ chưa? Vô luôn kìa. Bữa đầu đó cũng có dọn cơm. Có ha, ăn mấy chén? Chén một. Chén một hả? Sao bà nói cơm thường? Dạ rồi. Rồi chú có thường ăn có bỏ mứa không? Có khi thì dắt đầu có bỏ mứa không á, ý cấp đầu kìa. Đầu dắt đầu không có. Đầu tiên là ngon ha. Chú thấy làm sao à, gái mà 18 tuổi cấp đầu mà dọn cơm cho mình ăn thấy làm sao? Được không? Ngon ha. Cảm giác sao chú? Ngon nha chị. Rồi cảm giác mà mình mới có cấp tuổi đó mà mình
có một cái ông chú nè, ông lớn tuổi nè, mà ông ăn cơm gì đó, rồi có chị thấy ông có thở thở ngổn ngảnh gì không? Có không? Ông cơm ông có thở không? Theo sức khỏe của ông á, chị nói đi. Bình thường rồi. Bình thường hả? theo ông dẻo dai không chị? Sức khỏe không á? Không, nó bình thường. Bình thường hả? Mà sao mà thiếu gì mà những chàng trai trẻ, mà tại sao chị không chịu mà lựa cái ông lão 60 mấy 70 tuổi? Chị thích cái gu mặn như vậy? Chưa gặp được. Ông, chị thương ổng nhất cái gì? Thương mình mới đến. Không, ý em hỏi kìa. Ổng, em thấy chú ở đây nè, đâu có nhà cửa gì đâu. Chị sống với ghe không chú? Nhưng mà chị thương ổng cái gì? Thương ổng á, thương tánh tình hay là giọng nói của ổng? Chị nói đi. Tánh tình giọng nói ha. Rồi là cấp đó là xong rồi đó, là thường thường cho em hỏi nè chị, rồi bao lâu mình mới có con, là ăn nhiều không, dọn cơm ăn nhiều không chú? Chú dọn cơm ăn nhiều không? Bữa nào mà phải có con chứ gì ha. Bữa là mấy chén? Trời ơi, lâu lâu á. Lâu à? Từng ba bốn bữa vậy đó. Từng ba bốn bữa, ba bốn chén ha. Ê bà xì tin nha, bà cho bà đẹp gái bộ. Dạ à, chú cho con hỏi thăm nè à, ngày xưa à, khi mà chú là người lớn tuổi như vậy đó, mà chú lại có cái khả năng là vớt dính một cô vợ á, vừa trẻ nè mà vừa xinh đẹp nữa đó, rồi à, lúc đó trong lòng chú như thế nào chú? Thấy mình có vợ trẻ gì cũng mừng, cũng mừng ha. Nhưng mà khi mà chú đi ngoài đường như vậy đó, rồi bạn bè đồ có giống như là khen mày truyền lại cho tao bí kíp đồ này nọ kia không chú? Cũng có. Là nói sao chú? Nói là mày truyền bí kíp lại. Nhưng mà con được biết á, thường thường á, nếu mà người chồng mà lớn tuổi á, là rất khó để mà giữ chân được cô vợ á. À, chú bữa nay chú tiết lộ cái bí kíp mà à, giữ chân được cô vợ cho con với quý vị khán giả được biết đi. Như bây giờ mình cũng dám, như mình có vợ trẻ thì mình cũng dám mà để nuôi vợ, thì có tiền sinh sống cho vợ thì nó cũng như vợ con, nó đâu có buồn thì mình, nó đâu có hắt hủi mình được. À. Mình cũng dám làm. Cũng dám làm là lo cho vợ ha. Dạ. Ừ. Rồi còn giống như là cái chuyện mà ăn cơm ban đêm đó, rồi chú có lo nổi cho chị không? Tại chị còn trẻ mà, chú thì lớn tuổi rồi. Nhiều khi có bữa ăn bữa không. là thường thường là một đêm như vậy á, là chú kêu chị dọn cơm ra đó, là hai vợ chồng mình ăn đó, là khoảng mấy chén chú? Chén mà lâu lâu mới ăn. Dạ. Lâu mới ăn hả? Có lần nào ăn hai chén một lượt không? Ít lắm. Dạ. Rồi gửi chỉ đòi ăn thêm chén rồi sao? Chị trẻ mà. Chị trẻ mà chỉ đòi ăn thêm chén, rồi lúc đó chú làm sao? Không, mà nhiều khi thấy vợ cũng ít có đòi nữa. Mà thí dụ như chỉ đòi rồi chú cũng phải gán chứ sao hả? Có gán không chú? Chị có khi nào mà ban đêm đó, rồi dọn ra ăn cơm đó, rồi ăn chén rồi đó, rồi cái chị đòi ổng bới thêm chén nữa ăn không? Hả? Không có không? Có không? Không có chén nữa. Có một chén hả? Có khi nào chị kêu là ổng ăn nữa không? Có không? Nói thiệt đi, nói thiệt cho quý vị khán giả này được biết đi. Chị có kêu ổng ăn nữa không? Có không chị? Có kêu ổng bới thêm chén ăn không? Nói đi hả? Bà giấu rồi, vậy là có hay gì nè? Rồi có khi nào mà ông ăn có nửa chén không, bỏ nửa chén không? Có không chị? Là ông ăn đủ chén rồi ông mới nghỉ ha. Chàng ơi chàng, vậy là chú cũng cố gắng dữ lắm chứ. Chú à, chú cho con hỏi thăm nè chú à, khi mà chú cùng với vợ trẻ mình nè
đi chợ đồ đó. Rồi có khi nào mà bà con người ta dạng như là chưa có quen hai vợ chồng chú đó, rồi người ta nhìn nhầm là hai cha con hoặc là hai ông cháu gì không chú? Nhiều người không biết thì người ta hỏi, người ta nhìn nhầm nha, rồi là hỏi sao chú? Hỏi là nó sao vậy đó? Rồi chú trả lời sao? Nó vợ. Ai đâu mà tin, người ta lạ dễ gì người ta tin nói, tin không chú? Không, nhiều khi mình nói vợ thì người ta tin. Nhưng mà thường thường á là người ta là phải có tiền nè, có nhà có cửa có xe đồ nè, mới có được vợ trẻ. Còn chú giống như là không có nhà cửa nè, cũng không có tiền nữa, mà lại có vợ trẻ, cái này là hiếm nha. nhiều khi bạn bè nó cũng khen, nói sao mà tôi sao hên vậy đó, gặp tôi cổ vậy đó. Hên sao, chú có thể nói chi tiết cho mấy em nghe được không? Nói sao mà tôi có phước hay vậy? À, như vậy là theo như chú là hồi xưa là chú có phước lớn. À, mới có được vợ trẻ vậy ha. Chàng ơi, mẹ, chàng mẹ, già già như mình vậy đó, người ta khen. Dạ chị cho em hỏi thăm nè, khi mà chị đi với chú gì đó, có ai chọc chị không? Giống như có ai ghẹo chị không? Có ai nói chị chẳng hạn như là đi với ông chú này nọ đồ, thí dụ đồ đó, đi với chẳng hạn như nói những mấy cái câu mà không phải chồng, thí dụ như vậy, chị có thể kể cho mấy anh em nghe không? Không có. Sao chị? Không là chồng. Sao chị? Không có nói. Hỏi ông là gì mà nói chồng. Tao ngạc nhiên vậy. Hỏi sao lớn tuổi vậy chị? Ừ. Có khi nào lớn tuổi vậy? Có khi nào người ta nói là hai cha con không? Em hỏi chị có không? Là bữa đó nói sao chị kể em nghe coi. Là cha con đó, là bữa đó người ta nói sao? Người nói giống cha gì. Nó phải đâu chồng. Chàng ơi, chàng. Khi mà em thấy chị trẻ nè, rồi chị cũng ngộ gái đó, rồi chị đi bán vé số nè ngoài đường như vậy đó, rồi trong lúc đó là không có chú kế bên đó, rồi có thanh niên hay là người nào chọc chị không? Có không chị? Thì cũng có chọc, mình không có nói chuyện. Chồng không nói chuyện ha, nhưng mà có chọc ha. Rồi chị trả lời sao? Chọc chị rồi chị trả lời sao? Hỏi em có người yêu chưa rồi gì đó, rồi chị trả lời sao? Có chồng. Chàng ơi, như vậy là hai vợ chồng mình sống hạnh phúc dưới cái ghe như vậy đó ha chị ha. Ừ. Nhưng mà thật sự mà nói á, lần đầu tiên á, khi mà chị gặp được chú nè, chị thấy chú lớn tuổi đó, nhưng mà sao chị ưng chú luôn vậy? Mới sao chị thương ổng ở điểm nào, chị kể cho em với viên giả được biết đi. Thương ổng ở cái điểm nào? Tốt như mình. Có đẹp trai không? Không có duyên. Ổng có đẹp trai không? Không, mà có duyên là có duyên thôi. Có duyên ha. Là nhìn ổng là có duyên. Là chị mến thương luôn ha. Có khi nào mà chị đi xa ổng á, rồi chị nhớ ổng không? Có khóc không? Khóc luôn hả? Chàng ơi. Là bữa nào mà xa chồng là nhớ chồng rồi ngồi khóc mình lên luôn, khóc luôn. Trời ơi, rồi sao chị không điện chú đi về với chị mà ngồi khóc hả? Bán buôn đó. Là ai không đi bán, cũng đi bán số gì á. À, đi bán tới tối mới về luôn á. Đi tối mới về hả? À, giữa trưa là nhớ ổng rồi khóc rồi. Coi như là xa chú là 4-5 tiếng đồng hồ là nhớ khóc rồi đó. Chàng ơi, thương chú nhiều chú. Chú hạnh phúc dữ chú ha. Vợ tôi á, nhiều khi nó bán 11-12 giờ là nó điện một lần. À, rồi tối nó bán rồi xong điện mình đỡ buồn. À, nhớ vợ mà. Thì chú cũng nhớ vợ. Rồi vợ cũng nhớ chú luôn. Mà đi mới có vài tiếng đồng hồ là khóc rồi đó. Cỡ 7 tới giờ về, xong tắm rửa xong điện cũng hỏi ông, hỏi thăm ông gì. Ừ. Cũng ăn cơm nước chưa. Ừ. Chú có cái thiệt chiêu gì mà sao mà bà đi mới có mấy tiếng mà bà nhớ chú, bà khóc luôn vậy? Tại vì vợ chồng, tại mình thương vợ rồi, vợ cũng
nghĩ thương mình. Chàng ơi, người trẻ với chú là chị chọn ai? Hiện tại chọn ổng thôi. Trai trẻ chị cũng không đổi luôn. Có tiền đổi được không? Có tiền đổi được không? Nhất định là một mực là thương chồng là coi như là đến cuối cùng luôn. Không bao giờ đổi ha. Dạ thưa diện, dạ thì đây là hoàn cảnh của hai vợ chồng. Người chồng thì U70, còn cô vợ thì U20 quý vị. Dạ hai vợ chồng rất là hạnh phúc luôn, sống ở dưới một chiếc ghe, và hiện tại thì hai vợ chồng là làm công việc hàng ngày là bán giấy số để mà kiếm tiền mưu sinh hàng ngày. Dạ Thanh Trúc với Ngôn thì dắt này đi xuống chỗ cái hoàn cảnh của cái ông chú 70 tuổi sống với cái người vợ 20 tuổi cả nhà. Chị ơi, dắt này thấy con nhỏ. Chú ơi, chú làm gì chú? Chú làm gì vậy? Chàng ơi, con chào chú, con mới lại nha. Rồi sao dắt này chùm mền? Chị, dắt này sao chùm mền? Làm gì vậy? Bộ tính ăn trưa hay gì chú? Chàng ơi, chàng chú, cho con hỏi thăm nè. Rồi sao giữa chừng mấy anh em con xuống giữa chừng rồi thấy hai vợ chồng chùm mền giữa trưa vậy? Là làm công chuyện gì chú? Đâu làm chuyện gì đâu, tại đắp vậy đó. Chàng tranh thủ hay gì chú? Chị, rồi chưa nắng tính dọn cơm ăn hay gì mà sao mà hai vợ chồng đắp cái mền vậy? Nực còn hơn gì nữa mà. Tính ngủ hả? Chàng ơi, chàng tính ngủ mà mắc chùm mền vậy nè. Là hai chồng thích tấm mền ngủ lắm hả? Chàng ơi, phải chi mà buổi chiều mát cái gì con nói con này buổi trưa mà đâu mà rồi bỏ đứa nhỏ gì đó đâu chú, dán dán cái giò lên nhẹ của chú ngay rồi trong coi. Để lại. Chàng ơi, vậy là chú với chị là tính dọn cơm cứ trưa hay vậy? Tranh thủ hay gì vậy hả chú? Tranh thủ hay gì? Đây là nói thiệt cho mấy anh em con nghe. Nói thiệt đi. Nói thiệt cho mấy anh em nghe. Tao ngủ à. Ngủ hả? Ngủ sao ông chống lọc vậy? Ông chống lọc vậy? Ông chống lọc cục á, tại nhà. À. Mình mấy anh em nè, đi vô nửa chừng á. Rồi như vậy rồi có làm phiền chú không? Chú với chị không? Có làm phiền hai chồng ngủ chưa không nè? Nói đi. Đặng nên tới thì vui thôi chứ đâu có làm phiền đâu. Chùm mền gì nó ngọt rồi sao thở nổi chị? Giờ có cần anh em đi lên đặng cho chuẩn bị chu đáo lần ngồi nói chuyện không ta? Được không? Thôi thì cởi đại cái mền. Là chú với chị là thường thường là chưa bán cái số về là hay ngủ trưa vậy đó ha? Ngủ trưa ngủ cái mền. Bữa nào mà dọn cơm ăn cứ trưa luôn không chú? Ít lắm. À, thường thường ăn cơm cửa nào? Rồi bữa nay sao tranh thủ nè, bữa nay sao ăn cơm cửa chưa? Đột sức hay gì? Cái này chú, cái này là bà đòi ăn cơm hay là chú đòi ăn cơm đây? Là chú à. Nhiều khi tôi muốn đòi ăn cơm. Giấc này ai đòi? Tôi. Chú cười. Vậy là bữa nay là chú đòi ăn cơm cửa chưa ha? Rồi tình cờ anh em tới rồi gặp luôn ha. Chàng ơi chàng. Rồi cháu nó làm sao? Bỏ nó bò là lăn lóc kệ hay gì? Cho con hỏi á. Có khi nào hai chồng đang ăn trưa mà nó đòi sữa rồi sao? Là sữa nó chú cho bú. là mình tranh thủ ăn trưa xong rồi mình mới tính cho coi đứa nhỏ hả? Con đợi cha ăn cơm xong cái đi rồi con hả uống sữa ngủ ha. Chàng ơi chàng. Rồi chị, sao chưa nắng nóng nực rồi ổng đòi ăn cơm cũng chiều ổng luôn vậy hả? Sao chiều ổng dữ vậy? Đâu, tại nói thì ổng ăn thôi. Rồi chị không dọn cơm sao không ăn được? Chị cũng hợp tác nữa mà. Mệt không chị? Đau đầu gì chị nhóng nhóng cái mền em coi có cái gì dưới không? Đau không có không? Không dám mở, không dám mở. Ê, đứng lên cái xỉu. Chàng ơi chàng, cái này là do mấy anh em xuống rồi bây giờ có cần mấy anh em đi lên đặng cho chuẩn bị
chú Đáo đang ngồi trò chuyện không chú? Có buồn phiền gì mấy anh em không chú? Không, anh em xuống vui chứ đâu buồn phiền đâu. Trời ơi trời, cái này tại mấy anh em con đi quay ngang nè. Còn với Thanh Trúc á, đi quay ngang rồi mấy thấy chú với chị mở cửa ghe nè. Rồi tính xuống hỏi thăm hai chồng. Hai nhà hai chồng đang dọn cơm, tính ăn cứ chưa? Có ăn chén nào chưa? Chú giờ ăn cơm chưa? Con xuống, mấy anh em con xuống bất ngờ quá rồi để lại hay gì? Mới dọn ra. Mới dọn chưa ăn hết. Cái đó là cái gì kìa? Kìa. Cái gì sau lưng chú vậy? Cái gì sau lưng hả? Coi lên con coi coi chú, cái chú đó cái cầm vậy? Chú gơ cái tay chú cầm coi. Lại luôn. Đâu chú giỡn lại rồi, chú giỡn lại rồi. Chú giỡn lại. Chán rồi cái quần chơi. Vậy mà chị nói là ổng đòi ăn chứ chị không ăn. Vậy mà cái quần thì quần. Giá là cái quần sau lưng. Chị đó mà. Trời ơi. Bỏ nó lệnh gãnh gì đó hả? Không. Rồi cho con hỏi nè chú. Rồi như vậy đó là sửa sạn đang ăn cơm rồi, nhưng mà mấy anh em xuống đẩy đẩy cái đầu gối lại chú. Cái quần đó kìa, chụp qua bên đi. Ừ, giấu khép khép đi. Khán giả người ta nói chị. Rồi thường thường là mình ổng có đòi ăn giấc trưa không, mà sao bữa nay mà ổng đòi ăn giấc trưa vậy? Chưa nói. Ổng kìa. Chưa nói. Mà sao giấc này ổng kêu dọn ra ăn? Mình chưa có ăn. Chưa ăn, mới chuẩn bị. Chị thấy thèm không? Đói bụng mới ăn ha. Chú, có khi nào bà thèm không? Có hay khi là... nào bà đòi không chú? Hay là có chú nào bà đòi ăn? Hay là chú đòi? Ít lắm, tôi đòi không à. Chú không hả? Chàng ơi, chàng như là vợ thương người chiều chú ha. Chú muốn nào, bữa nào mà chú muốn ăn trưa đó thì chú kêu cái bà vợ trẻ hay sao? Chú muốn lấy lòng bà kêu ăn chắc trưa là chú nói thì sao đâu? Ví dụ chú nói ăn cho con đó. À chú, em chú... ơi dọn cơm ăn em ơi. Chú cho con hỏi nè, chú năm nay 70 thì có bà vợ 20, thì theo mà mình muốn dọn cơm ăn mà cho một cái người vợ trẻ, mình đừng bao giờ mà nhìn tới người khác và thương chỉ bao thương mình, chú có cái biến kiếp nào truyền lại cho mấy anh em con không? Chẳng hạn như mình nói bà vợ trẻ nè, mình nói như sao mà cho bà cho mình ăn cơm nè? Em ơi, anh cũng mới đi bán về, anh cũng đói bụng rồi, thôi cho anh ăn cơm cho nhẹ nhẹ đi hả? Rồi bà không cho ăn rồi sao? Không cho ăn rồi mình cũng đang nghĩ rằng mình ăn. Theo nè, chú là đây là vợ chú nè. Chú năn nỉ thử giùm con cái coi. Chú chia sẻ cái cách năn nỉ một cái người vợ trẻ cho mấy anh em con được biết coi. Vậy là chắc buổi trưa này bá không chịu gì, con thấy bá buồn buồn kìa. Chú năn nỉ sao là chú? Bá không chịu mà chú năn nỉ sao đâu? Năn nỉ bá coi. Em ơi, nói vậy chứ đừng buồn anh, cho anh ăn miếng cơm đi. Thật sự mà nói á, khi mấy anh em con thấy được hai vợ chồng chú á, tuy rằng có trên lệch độ tuổi á, nhưng mà có cuộc sống hạnh phúc á, với vui cửa vui nhà vậy nè. Thật sự mà nói tôi không ngờ tới luôn á, rất là hạnh phúc luôn quý vị nhá. Là hai chồng chú có ngày giảm gì đó hả? Rồi giấc này bộ đực quá, chụp mền lại rồi nó đực nữa rồi sao chú? Hả? Thầy nói tại mấy chú xuống rồi tôi giật mình, tôi chụp cái giật mình giật mình nha. Mà cũng lạ chứ, chú ăn cơm cũng lạ ha, ăn cơm phải có mền mới được. Ăn cơm là phải chụp mền vậy đó chú, chụp ở dưới ha. Rồi bả vô rồi ban ngày ăn cơm gì bả có ngại không? Nhiều khi cũng ngại. Rồi sao nãy chú không đóng cái cửa ghe lại? Sao mở cái cửa ghe đâu? Con tưởng đâu chú với chị có làm gì đâu. Rồi sao bình thường chú cũng không đóng cửa ghe luôn hả? Ít ai xuống cái gì chú? Không, nhiều khi cũng đóng mà tại mình mới chưa sàn dọn à. Chú là vai vai anh cần ông thầy à, ông U70 đã nha. Chàng ơi chị, tính ra U70 mà còn khỏe dữ ta, ăn cơm cũng nhiều ha. Dạ chị nói cho em nghe coi,
rồi sức khỏe của ổng vậy đó, ổng 70 nè, ổng có thường đòi ăn cơm giấc trưa gì không? Ít hả? Thì sao bữa nay đột xuất vậy? Sao bữa nay đòi? Nào đó mới ăn được. À vậy là bữa nay ổng đói hả? Chị có khi nào mà ổng đòi chị không cho không? Không cho ăn cơm không? Không cho thì sao chị? Thí dụ chị không cho ổng ăn cơm rồi sao? Chị không cho. Không giận. Cái bữa nào mệt trong mình nó không cho ổng ăn cơm. Không có giận chị không? Giận không? Giận hả? Giận rồi ổng làm sao? Năn nỉ ha. Năn nỉ ha. Ổng năn nỉ làm sao đâu? Kể em nghe. Cơm giận ăn. Thôi bây giờ vậy đi chú ơi. Thấy nãy giờ chú với chị cũng ngại ngại, không thấy mấy anh em mình rút lên trên đặng cho chú với chị chuẩn bị đồ đi. Rồi nói chuyện với mình hỏi thăm về hoàn cảnh sao. Vậy ha. Thôi bây giờ gì nè, chú cho mấy anh em xin tạm dừng cái video ở đây và hẹn video tiếp theo. Thì hồi nãy bây giờ nói chuyện á thì mấy anh em có làm phiền gì chú không với chị không? Không có phiền. Sợ nửa chừng đây nè, đang ăn rồi cái nói mấy anh này tự nhiên đang ăn mà làm gì kỳ á chị. Thôi bây giờ em xin kết thúc video ha. Rồi chị với chú ăn đi.